rong nho ăn với rong nho này, cái sợi nó đó chẳng Quốc này, chợ thôi, bên này tôi có cái sở này. nước sốt Coi mẹ coi coi. ngon ha. Biết nè. Trong trong đó trong đưa vô vậy đó đó, quết quết là mình phải quết nó đẫm hết cái nho luôn á. Trời, cái nước sốt mè rang này mà ăn với rong nho này là hết hết sảy luôn á. Đó, này là thánh ăn rong nho. Ngon. Dần rụm ha. Một mình ông ăn hết 300 ngàn rong nho, mọi người tin không? Ông ăn trong vòng 15 phút với một chai nước sốt mè. Ngon tuyệt vời luôn á. Ngon. Ăn này ráng ăn cho đẹp da. Đây là thử thách ăn 300 ngàn rong nho trong vòng 15 phút. Còn đường dài quá. Đã. Này dinh dưỡng nhiều. Bài ngon. Không biết Cái không? này mình ăn với nước mắm chua ngọt cũng được nè, nước tương với lại nước sốt maizena nè, nước sốt mè rang nè, ăn đều được hết á. À, cái này ăn tươi, ăn chay, ăn mặn gì cũng được hết. Người nào mà ăn chay á, ăn cái này với lại nước tương với lại ớt cũng ngon nữa. Cái này mình mua gì mình ăn nha mọi người, chứ không phải là mình review mình bán cái này. Đâu bán đâu. Mình mua gì mình ăn á. Chỗ này cũng dở, người khổ. Ai mà cái này mình giảm cân á, bị cóc rồi á, giảm cân á, ngon cái ha. này khỏi cần ăn cơm luôn, nó mà nó không có mập. Mình đang giảm eo này cả nhà. Thôi nha, bây giờ để mình tắt để mình ăn chứ không anh xã nhà mình ăn.